Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Máy Bay Vlog. Và hôm nay là những ngày gần cuối khi mà cách ly rồi và mình ở nhà thì chán quá, và thời tiết thì sẽ se lạnh như thế này nên là mình muốn là sẽ là một bữa tiệc BBQ ngay tại nhà của mình, nhưng mà không ăn ở trong nhà mà ăn ở ngoài ban công. Thì đây là cái ban công của nhà mình, hay còn gọi là cái lô ra các bạn. Thì bình thường cái chỗ này là mình sẽ để mà treo quần áo này, nó rất là lộn xộn ấy. Bình thường mình để máy giặt này, rồi chỗ phơi quần áo này, rồi chỗ điều hòa này, rồi đấy treo cả chổi các thứ. Ôi rồi ở dưới này có rất là nhiều thứ. Nếu mà để một cái không gian như thế này thì mình thấy là nó rất là phí. Vì thế mà hôm nay mình sẽ quyết định là dọn dẹp và cải tạo nó, sau đó thì tổ chức một bữa tiệc BBQ ở ngoài trời. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào dọn dẹp nó nhé. Rồi thì đầu tiên là mình phải dọn hết cái khu vực mà để phơi đồ này đi đã. Không ai ngồi ăn BBQ dưới một cái dàn phơi đồ như vậy hết. Mình đùa thôi. Cái duy nhất mình tận dụng được là cái chậu cây này và cái tấm gỗ này. Tí để làm gì thì mình sẽ bật mí nhá. What the hell? Và ban công của chúng mình cũng đã bắt đầu sạch hơn rồi đấy. Và bây giờ thì chúng ta hãy bước sang giai đoạn là decor và setup bàn tiệc. Và đồng hành trong video này cùng mình đó chính là chiếc Oppo A91. Oppo A91 với 4 camera cực đỉnh thì có thể cho chúng ta những bức ảnh check-in chill chill ở ngoài ban công, đúng không nào? Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng setup và chụp ảnh thôi. Ta sẽ đặt thêm mấy cái cây để tạo thêm không gian xanh nhá. Cái giá này, cái giá đa năng của mình á, để làm cái sân bàn. Bạn nhớ tấm gỗ ban nãy không? Mình sẽ để làm mặt bàn. Tầm này là khoảng 5 giờ hơn rồi, tí nữa sẽ có vẻ là hơi tối nên là mình sẽ dùng những cái đèn như thế này, đèn dây và có chạy pin như thế này để trăng lên cho ánh sáng lấp lánh cho đẹp. Ôi trời ơi, mình đã phải ngồi gỡ mất 30 phút mới ra hết được đống dây các bạn ạ. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng bày đồ ra nhé. Đây là tất cả nguyên liệu của chúng ta để làm thịt nướng, gồm có đây là cánh gà nướng và bát chỉ nướng ở dưới. Đây là bắp bò Úc nướng. Đây là bánh mì ăn kèm với bơ. Mình dùng bơ này là bơ lạt. Bơ này thì là để nướng này. Có kimchi, có rau và khoai. Cho thêm một ít hạt mè. Để pha nước chấm, mình mua thử cái này là sản phẩm Season Bean Paste tương động. Đấy, sau rồi mình pha với Coca để mình chấm thịt nướng cho giống ở ngoài hàng ha. Thịt nữa này. Và bơ. Ta-da! Bàn tiệc của chúng ta đã xong rồi. Giờ sẽ khởi động cái bếp này lên, mời một vài người bạn đến. Và đây là người bạn của mình. Hôm nay là buổi tiệc BBQ chia tay thời gian cách ly. Chia tay thời gian cách ly và chia tay nhau luôn. Thì thôi bây giờ chúng ta hãy cùng vào tiệc thôi. À quên, trước khi vào tiệc phải chụp lại một bức ảnh. Này đi cứ Oppo A. Này anh ôm mấy cái dây đèn đi. Đó, rồi quàng vào cổ đi ha. Rồi. Thôi là sạp mì sủi mà ơi. Đây là con nướng thịt. Băng nhỏ hộ em á. Mình chẳng là vào bếp cả, tự nhiên hôm nay bắt đi vào bếp. Mình chỉ dọn ở ngoài thôi, bây giờ thịt bò trước nào. Bếp hơi to rồi. Ôi quần mày mì tèn khác. Mày mì tèn. Đây là người bạn Thái Lan của mình. Này trong buổi này bây giờ anh chỉ được nói tiếng Thái thôi nhá. Không, không biết hết đâu. Anh chỉ được nói tiếng Thái thôi. Đi gặp đượcคนนี้เท่ารักทุกคนสู่เครื่องบิน Vlog Party ค่ะ Không biết đâu mà nói rõ nhiều. Đấy anh chỉ cần nói ngon hay không ngon thôi, vậy thôi rồi cho anh ăn nữa. Đó còn mấy câu à. Ngoài này có báo cháy không ha? Tắt không? Ông yên tâm thì ăn ở ngoài. Các bạn ơi, các bạn nhìn không, nó không có được ngon lành lắm. Ngon, nhìn ngon lắm. Nhìn ngon lắm, thơm nữa. Thôi các bạn phải ngửi được cái mùi ở đây cơ. Đã ăn được chưa nhở? Từ từ, con chưa chín mà. Thịt bò ăn được rồi. Cái rau của bọn mình đâu rồi, mình mua rau để cuốn. Rau của chúng ta đã bị thất sủng, bị giấu ở tầng cuối cùng, biến mất không dấu vết. Cái giá của mình là siêu tiện lợi vì ở dưới này mình có thể để thịt này, để bơ này và giấu thêm cả rau ở ngăn dưới cùng nữa đó. Mình đưa rau ra mình sâu tới hàn rồi cắt đi anh. Nope. À này em lấy lát khoai này, em lấy lát khoai. Ôi trời ơi. Không khoai này mày em xó tép. Đó, thế được rồi anh ạ. Cuối buổi thì mình ăn là vừa. Thịt lợn nhá các bạn. Ồ, toàn mỡ không. Ồ, nóng quá. Rồi, diễn cảnh ngon đi. Vua tuyệt chân. Khoai là chết luôn rồi á các bạn. Đi bơi, át nó vẫn chín kìa. Nó chết luôn rồi các bạn. Vì nó dày quá. Rồi, bắt rồi vô miếng thịt à. Bạn ơi, này. Hút pon. Cái sợi hút pon này. Hấp dẫn này, kêu gợi ấy. À. Chứ không phải thức ăn bị đủ hả? Trời ơi. Tí nữa chụp ảnh của mình dặn. Chụp ảnh của mình dặn. Lúc dặn. Các bạn ơi, các bạn nhìn này. Đó, mệt chưa? Dạ. Trông khác xa người ở ngoài nữa đó. Người ở ngoài thì vừa... Thôi mình không nói nữa. Các bạn cũng thấy đây. Ở ngoài hơi nhăn thôi. Rồi và đã chuyển sang một bàn cà phê chill chill mọi người ơi. Đây. Anh Thắng anh trốn đi đâu? Anh vẫn ở đây. Đấy, đây là góc cà phê chill chill của tụi mình. Đây, đây loa đây, tiệp chèn nhạc các tính. 100 là say đắm, 200 là đắm say, 300 là ngất ngay, 400 là lé luôn. Ồ, à lầy quá. Nó Andrew thái lúc, nóng khương bìn. Ôi, mình quên cho bà siêu rộng rồi, bà siêu rộng nha. Wow, chân dài miên man. Ở trong ảo á. Xóa phòng nè. Bò kè luôn. Wow, ạt quá, tiktok ghê. Ôi, con này xóa không đẹp thế. Wow, con thân thân bình xuôi. Ôi. Anh đẹp cực, màu đẹp cực. Wow. Cái này Cái này là ảnh, nếu mà ảnh mà nó xấu á, thì là do mẫu chứ không phải do máy các bạn. Bởi vì lên màu đẹp không này, xóa phong cũng đẹp nữa. Con cơn Khương Vin là bây giờ là Trinh Trinh á. Ồ, là Trinh Trinh à. Ở ngoài này chill quá, không muốn vào nhà nữa luôn các bạn ạ. Mình đã ở ngoài này nửa ngày rồi đấy. Và loại pin siêu trâu vẫn còn 69% pin. Ok, và video làm tiếng BBQ ở ngoài ban công nhà mình đã xong. Và hy vọng là video này các bạn xem thấy vui và thấy hữu ích. Nếu thấy hay đừng quên like, share và subscribe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye nha. Chúc dịch nhanh qua nha. Bye bye. Bye bye.